Chào mừng các bạn đã đến với Bookstore Chuyển sách tiếng Anh và Facebook Huy Đàm. Bookstore Chuyển sách tiếng Anh là một trang web bán những order sách online từ Amazon, eBay, tất cả các website ở Mỹ và các store ở Mỹ chỉ chuyên nhận order ở Mỹ thôi. Ngoài ra mình nhận order một số mặt hàng khác, không nhận order tất cả, không nhận order các mặt hàng về điện tử. Nếu các bạn nào muốn check giá những cuốn sách mà bạn cần order thì cứ liên hệ mình Facebook Huy Đàm hoặc là cái page Bookstore Chuyển sách tiếng Anh hoặc là comment trên video on YouTube Bookstore Chuyển sách tiếng Anh channel. Mỗi video mình sẽ giới thiệu các bạn một cuốn sách mới mà shop đang có hoặc là shop đang order cho khách, thì sẽ quay một số nội dung bên trong cuốn sách để cho các bạn biết được cuốn sách bạn muốn đọc có những gì bên trong, để các bạn khỏi phân vân và khỏi bị confused khi order sách. Thì các bạn nào muốn biết thông tin chi tiết sách nào thì cứ liên hệ mình sẽ cảnh thì mình sẽ quay cuốn sách đó cho các bạn, hoặc là mình ra ngoài store mình tìm cuốn sách đó cho các bạn mình quay lại. Và các bạn hãy nhớ like, share and subscribe Bookstore Chuyển sách tiếng Anh channel on YouTube. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.